hàng chục khách hàng mua đất tại xã Xuân Thới Sơn, huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh bỏ tiền tỷ mua đất được quảng bá là dự án quy mô nhưng phát hiện ra thực chất chỉ là dự án ma. Vợ chồng anh Tú ngụ ở Long An cho biết đang lao đao vì phát hiện nền đất mình bỏ tiền tỷ ra mua thông qua sự giới thiệu của nhân viên môi giới công ty Việt Ây Giờ Group tại xã Xuân Thới Sơn, huyện Hóc Môn đang bị chính quyền địa phương cảnh báo là dự án ma. Cụ thể, vợ chồng anh Tú mua từ tháng 7 năm 2019 và được hứa là đã có đầy đủ pháp lý. Vài tháng sau công ty sẽ giao đất và giấy chứng nhận cho khách hàng. Tuy nhiên, sau nhiều tháng liên hệ không có kết quả, mới đây sau khi liên hệ Ủy ban Nhân dân xã Xuân Thới Sơn, vợ chồng anh mới vỡ lẽ trên địa bàn xã không có dự án nào được phép phân lô, tách thửa, phát triển nhà ở. Ông Nguyễn Văn Thông, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Xuân Thới Sơn cho biết đất dự án trên thuộc quyền sử dụng đất của một cá nhân. Vị trí này hiện không có dự án phân lô tách thửa. Thanh tra thành phố Hồ Chí Minh đã có kết luận yêu cầu không được thay đổi hiện trạng khu đất. Và mới đây nhất, cơ quan điều tra cũng có thông tin cho biết đang điều tra dấu hiệu lừa đảo tại một số dự án, trong đó có dự án nói trên. Rơi vào tình cảnh tương tự là hàng trăm khách hàng đất nền của công ty trách nhiệm hữu hạn Đo Đạt Tư vấn Thiết kế Xây dựng DCB tại quận 12. Các khách hàng mua đất của công ty này từ năm 2018 và được hứa hẹn sau 7 tháng sẽ ra sổ đỏ riêng cho từng nền. Tuy nhiên, quá thời hạn nêu trên, công ty DCB không giao nền và không công chứng sang tên như cam kết và liên tục đưa ra nhiều lịch hẹn. Cho tới nay, các khách hàng mua nền đất tại dự án này đang lo lắng khi trong thông báo của Ủy ban Nhân dân quận 12 cho biết hiện cơ quan có thẩm quyền không phê duyệt hay thỏa thuận bất kỳ dự án nào ở khu vực này. Đất mà công ty DCB rao bán cũng không thuộc quyền sử dụng của công ty này mà thuộc cá nhân khác. Các khách hàng đã liên tục liên hệ với lãnh đạo công ty DCB để đòi tiền đặt cọc nhưng sau thời gian hứa hẹn thì hiện nay lãnh đạo công ty này không còn liên hệ được. Phóng viên cũng đã gọi nhiều lần nhưng các số điện thoại theo đăng ký kinh doanh cũng không thể liên lạc. Thời gian gần đây, trên thị trường thành phố Hồ Chí Minh liên tục xuất hiện thông tin về việc nhiều dự án bán đất nền rơi vào tầm ngắm của cơ quan điều tra do có dấu hiệu lừa đảo. Theo luật sư Nguyễn Thanh Nhã, văn phòng luật DBS thành phố Hồ Chí Minh, có thể nói hầu hết các trường hợp lừa đảo bán dự án ma đều xuất phát từ sự mập mờ thông tin. Để hạn chế tình trạng lừa đảo trong lĩnh vực nhà đất thì việc công khai thông tin là việc làm vô cùng cần thiết trong thời điểm hiện nay, bởi trước đây các thông tin về quy hoạch mặc dù được quy định phải công khai nhưng người dân thường rất khó tiếp cận. Nếu làm được điều này sẽ giúp thị trường bất động sản trở nên minh bạch và an toàn hơn cho người dân. Với việc công khai minh bạch, nhà đầu tư có thể kiểm tra một cách nhanh chóng và chính xác trước khi quyết định xuống tiền. Cảm ơn quý vị đã theo dõi hết video. Hãy nhấn vào nút đăng ký kênh Thông tin Bất động sản Biển Xanh, bật chuông thông báo để xem tin. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị ở những video sau.